xin kính chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay thì mình cùng xem chiếc máy cày xuất xứ từ Ấn Độ, chiếc máy Zeto. Chiếc máy này thì 90 ngựa các bạn, 90 ngựa, máy 4 xi lanh, có trục bô. Máy này đang trình diễn. Máy này 569 triệu. Tạ đầu thì gồm có 8 tạ, mà mỗi tạ thì 20 kg, 8 tạ 160 kg. Thiết kế ở đây thì để cái bình, nhưng mà người ta không để, người ta để ở cái bình ở đằng sau này các bạn. Đây, chỗ để bình. Máy này thì gồm có 12 số và 12 số tiếng lùi. Tiếng 12, lùi 12. Máy này thì thiết kế là chạy cái dàn sớ là 2,5 m các bạn. Bữa nay là chạy cái dàn sớ có 2,2 m thôi, trình diễn. Máy này thì chạy dàn sớ tới 2,5 m lận. Cái thông số của cái bánh là 18-4-30. Cái bánh này xíu nữa thì sẽ kêu anh chạy test máy cho các bạn xem. Ở trên thì đèn, thì đèn trên môi thì hai cái, trước hai cái là 4 cái đèn, đèn đít. Đèn đít thì cũng hai cái. Hai cái. Ở đây là có gắn biển số này để dành như những cánh đồng ở Tây Ninh. Ở Tây Ninh thì người ta sẽ gắn biển số xe để chạy trên đường lộ. Còn ở đây thì ở An Giang thì không cần đến. Máy này thì đùi thẳng các bạn. Đều, cốc đùi là đùi thẳng. Cốc đùi là đùi. Đây gồm có gương chiếu hậu đằng sau cho tài xế nhìn ở đằng sau luôn các bạn. Ở trên môi trên kia đó, cho dàn xe cho tài xế xem ở đằng sau luôn. Máy này thì 90 ngựa nha các bạn. Chưa. Đó, đây. Chỗ. Từng rùa từng đỏ. Bốn số hả? BTO anh nói nãy nhiêu anh? 540-750. BTO đằng sau là 540-750 các bạn. Còn đây là đồng hồ. Đồng hồ thì ở đây là báo dầu. Ở đây là báo nhớt. Áp suất nhớt. Áp suất nhớt. Còn ở đây là báo bình. Ở đây là báo nhiệt độ nước. Ở bên này là nhiệt độ nước. Còn này là công ty Demet. Cái cốt này, cái bô lăng này mình không có bẻ tới bẻ lui được anh ha. Không, anh cố định. Yeah. Mới di chuyển được ghế. Chỉ di chuyển được cái ghế thôi, di chuyển ghế tới lui. Đây cũng có đèn nhan bên kia và bên này các bạn. Đây, cái bơm nhớt này khá là bự nha bạn. Bơm nhớt khá là bự luôn. Máy thì gồm 4 máy 4 xi lanh. Máy 4. Để thử chạy nghe thử anh. Máy này thì cũng hiệu Zeto, nhưng mà máy này xuất xứ từ Ấn Độ. Còn máy bên kia là cái dòng Zeto nhưng mà xuất xứ từ Cộng hòa Séc nữa bạn. Máy này thì 90 ngựa, thì cũng có những con máy 60 ngựa các bạn. Thì có ai mua nhu cầu mua những con máy Zeto như thế này mà nhỏ ngựa hơn thì mình sẽ mua con máy nhỏ ngựa hơn là 60 ngựa. Ở cửa hàng Zeto ở công ty này thì cũng có đem về rồi đó bạn. Ai có nhu cầu mua thì liên lạc. Cái máy này thì cái độ nặng của nó là tới 2,9 đó bạn. Cái đó là nó nặng, nặng sát. Mình mua thì mình cân nhắc giờ cái cánh đồng của mình nó phù hợp hay không. Còn cái máy này thì nó phù hợp với cánh đồng đất cát, đất núi thì nó rất phù hợp tại vì nó nặng. Đây là cục bao của nó nữa các bạn. 90 ngựa nhưng mà có
mới từ con này thì nó tăng lên là cỡ 15 ngựa các bạn. Cách nước lần trước thì cũng khá là lớn, đây là nước nhẹ, nước chảy nhẹ. Bảo vệ những cái này các bạn. Đây thì lấy cái thùng để về chợ bán. Đây là lớp bên trước. Lớp bên trước thì 12-4, 24. Đó, lớp bên trước là 12 các bạn, thì nó cũng khá là cao, cho nó phù hợp với cái lớp trước và lớp sau. Chạy cái dàn sớ là 2m2, mà cái dàn sớ của chuyên con máy này là chạy 2m5 các bạn. Này mà mình đang chạy thử trên cái miếng đất này rất là cứng, rất là sỏi đá luôn các bạn. Đất này là miếng đất cát. Đó. Nào đang chạy thử. Giờ thì chạy test thử. Con máy cày Yeto xuất xứ từ Ấn Độ, 90 ngựa. Cái giá thành là 569 triệu. Chạy cái dàn sớ là 2m2. Máy này thì chạy dàn sớ 2m5 mới đúng của nó các bạn. Còn 2m2 này thì chỉ tạm lấy để trình diễn thôi. BTO của máy cày này thì có 540 và 750. Máy này rất phù hợp với cánh đồng đất cát, đất cứng như thế này. Rất là phù hợp với cánh đồng đất cát, đất cứng như thế này. Đá bụi à. Cớ là mình thấy là rất là nhừ.
nơi luôn. Đây các bạn, mình sẽ quay đất cho các bạn xem. Rất là nhừ. Rồi. Chạy vô lẹ, chạy rất là dữ các bạn. Máy 90 ngựa. Chạy dàn sớ này là quá nhẹ. Đầu hộ đầu cũng đi đâu hết là đầu tới tới đó.